Theo quy định tại luật thủy sản năm 2017, trước ngày 1/7/2019 thì tất cả các tàu cá có chiều dài hơn 24 mét và trước ngày 1/4/2020, tàu cá có chiều dài hơn 15 mét phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Đây cũng là một trong những yêu cầu của Liên minh châu Âu EU đặt ra để Việt Nam có thể gỡ thẻ vàng về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Tuy nhiên trong thực tế thì nhiều chủ tàu vẫn chưa gắn loại thiết bị này. Theo quy định của luật thủy sản năm 2017, những con tàu này phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi. Thế nhưng đến thời điểm này, nhiều chủ tàu vẫn chưa biết về quy định trên. Trên này chưa, bây giờ đó nó có cái bộ lực của nhà nước ra đó, ra mà chỉ thị là chưa cho gắn mà. Nhà nước chưa ra lệnh mà chưa gắn. Điều kiện mình gắn thì cũng tốt thôi. Tại cái giám sát hành trình này là coi như giữa liên kết giữa ngoài biển, anh em ngư dân của chúng tôi hành nghề và trong chi cục để cho trong chi cục quản lý luôn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 5.900 tàu cá, trong số này có 2.900 tàu trên 15 mét phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên theo thống kê của chi cục thủy sản đến thời điểm này mới chỉ có gần 800 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Riêng tàu cá trên 24 mét mới có 185 trên 277 tàu lắp đặt thiết bị. Lý giải về việc không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, các chủ tàu cho biết do những năm gần đây tàu ra khơi liên tục bị thua lỗ nên chưa có điều kiện lắp đặt. Bên cạnh đó, nhiều chủ tàu không biết đến quy định này. Nhiều ngư dân cũng cho rằng việc đầu tư lắp đặt thiết bị này là của cơ quan chức năng nhằm phục vụ cho việc quản lý giám sát hoạt động tàu thuyền. Ngoài ra nếu lắp đặt thì ngư dân cũng không biết máy móc thiết bị nào đạt chuẩn theo quy định của ngành chức năng. Phía của người dân thì cũng đang chờ. Một phần thì đang chờ của nhà nước quy định cái loại máy, đang chờ cái trung tâm quan sát tàu cá nó khởi động. Trước thực trạng này, đối với tàu trên 24 mét, chi cục thủy sản đang phối hợp với bộ đội biên phòng để kiểm tra tất cả các tàu cá và buộc chủ tàu phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Đối với tàu trên 15 mét, trước ngày 1/4/2020, ngành thủy sản và biên phòng yêu cầu chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Nếu tàu không có thiết bị giám sát hành trình thì không cho tàu ra khơi. Chi cục thủy sản cũng tổ chức tuyên truyền vận động phổ biến đến ngư dân về các cảnh báo của thẻ vàng của Liên minh châu Âu EU, luật thủy sản, các quy định và chế tài xử phạt đối với tàu không lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá và lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để ngư dân chấp hành.